Huyền thoại nhan sắc già nữ thần Cốp năm 20 tuổi, Suri, Iuna nổi là có lý do, mỹ nhân đẹp nhất thế giới gặp đối thủ. Mới đây, những hình ảnh của vi nhóm nhạc nữ vào năm 20 tuổi đang là chủ đề hát trên mạng xã hội Hàn Quốc và được netizen bàn tán rôm giả. Hình ảnh năm 20 tuổi của những vi hàng đầu các nhóm nhạc gen 2, gen 3 nhanh chóng khiến dân mạng phát sốt vì nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung của các cô gái. Vào thời điểm Iuna 20 tuổi, cô đang cùng SNSD quảng bá siêu hit gì? Có thể thấy lớp make up ngày ấy khá nhạt, nhưng không làm nhan sắc của vi nhà SNSD giảm đi chút nào. Sau 10 năm, Yuna vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung như tuổi 20. Jeon Teara luôn là một trong những idol đẹp nhất gen 2. Vào năm 20 tuổi, nữ idol đang quảng bá sexy love cùng Teara. Gương mặt kiều diễm, thân hình chuẩn chỉnh, Jeon là một trong những idol hát nhất tại thời điểm đó. Sau khi tròn 20 tuổi vào năm 2012, và lúc đó cô đang quảng bá ca khúc Baby Baby cùng nhóm. Dù lúc này danh tiếng Wonder Girl đã giảm nhiệt khá nhiều, nhưng sau vẫn gây sốt với màn thay đổi hình tượng ngoạn mục, từ ngọt ngào đáng yêu sang quyến rũ, ca tính. Dung Pum 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 cùng album Pink Tep là một trong những sản phẩm âm nhạc của Girl Group được đánh giá cao nhất lịch sử ca pháp. Mái tóc đỏ của Kristan, FX cũng gây sốt trên khắp các trang mạng vào năm đó, Sona Eun Aping, khoe nhan sắc tươi trẻ và đáng yêu của tuổi 20 qua ca khúc Non Ono. Ca khúc đã giúp đưa tên tuổi Aping lên một tầm cao mới. Seon Hyun, A.O.A. khoe dáng vẻ quyến rũ trong MV Like a Cat. Seon Hyun luôn là một trong những vi đẹp nhất Miss, bởi sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, không chút mỡ thừa. Giờ đây đã chuyển sang làm diễn viên, nhưng vẫn còn rất nhiều người hâm mộ nhớ về những tháng ngày làm idol của Suri. Vào thời điểm 20 tuổi, Suzy đang quảng bá Has cùng Missa, ca khúc nổi tiếng với vũ đạo du xà, giúp Suzy phô diễn được vẻ đẹp hình thể và thần thái sân khấu cuốn hút. Zia không phải là một nhóm nhạc top đầu, tuy nhiên Dung Chae ơn vẫn là một idol nổi tiếng, rất được công chúng yêu thích bởi nhan sắc xinh đẹp hút mắt, dạng dỡ đúng chất nữ thần khốp. Năm tròn 20 tuổi, Chae ơn đã quảng bá On The Road cùng Zia, Quả không hổ danh là gương mặt đẹp nhất thế giới. Duyêu của năm 20 tuổi đẹp như tiên tử khi đang quảng bá EXO cùng Twice. Linaeun là một trong những vi dua thế hệ mới được dân mạng Hàn Quốc yêu thích. Naeun khoe vẻ đẹp dịu dàng và dạng người của tuổi 20 qua sân khấu O. Mimi Stek cùng nhóm Aprin. Khoảnh khắc huyền thoại của cô nàng khiến người hâm mộ phải choáng váng và nhận ra rằng nữ idol này có thể sánh ngang với dàn nữ thần đình đám như Dua. Cảm ơn hình ảnh xinh đẹp của những vi hàng đầu giới idol nữ vào năm 20 tuổi không khỏi khiến cư dân mạng Hàn phát sốt. Ji Eun thực sự quá đỗi xinh đẹp. Tôi nhớ những tháng ngày Suri làm idol ghê. Ji thì mang dáng vẻ idol nhất trong khi đó Seon Hyun và Eun lại mang vẻ đẹp diễn viên. Eun của năm 30 tuổi và 20 tuổi không khác gì nhau luôn. Họ trông đều thật trẻ trung trong những tấm hình này. Visual của Kristen năm đó khiến dân tình điên đảo luôn. Rìu đẹp như công chúa vậy, tôi đã bị sốc đó. Sao lại chọn cái zip Euner owner như không trang điểm thế? Nhưng mà vẫn xinh đẹp, đúng là nhan sắc tường thành. Nguồn, ôn nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.